Thế thì sau khi mà mình chạy quảng cáo xong, mình đo lường chiến dịch xong, mình thống kê báo cáo xong, thì mình thấy quảng cáo rất là kém hay là không hiệu quả thì mình phải làm gì? Thì nó sẽ đẻ ra một khái niệm chính là tối ưu. Đấy. Mình sẽ đẻ ra một quá trình gọi là đây, cái này là xác minh danh tính thôi, không có gì khó cả. Thế thì tối ưu là gì? Tối ưu là gì? Thì ở đây chúng ta cần hiểu cái khái niệm đơn giản thôi, đấy là tối ưu là một cái công việc mà làm cho mọi thứ trở nên tốt hơn, nhanh hơn, đẹp hơn, rẻ hơn, hiệu suất hơn. Đấy. Và tất cả những việc làm như vậy đều gọi là tối ưu. Và tối ưu là một công việc mà làm hàng ngày, hàng giờ, chứ không phải là tối ưu về đến cuối tháng mới làm. Liên tục, liên tục, liên tục. Đúng không ạ? Cụ thể thì chúng ta sẽ làm gì với tối ưu quảng cáo? Thì chúng ta sẽ có một số các tiêu chí quan trọng để tối ưu. Ví dụ như là vấn đề về nội dung, nhắm chọn, tỷ lệ chạy, vân vân. Đấy. Mục đích của tối ưu là gì? Là để cho quảng cáo và hiệu suất bán hàng của chúng ta tốt hơn. Cụ thể là CPM thì phải rẻ, CPC thì phải rẻ, CTR thì phải cao, CPO tức là chi phí đơn hàng thì phải thấp, nhưng CR là chi phí chuyển đổi thì phải cao. Nhá, nói chung là tối ưu là công việc làm hàng ngày hàng giờ. Đấy là cái mà mọi người cần phải nhớ, chứ không phải là đợi đến lúc nó chạy rồi nó chết rồi thì mới tối ưu. Thì đầu tiên ấy, chúng ta cần phải quan tâm đến hiệu quả của quảng cáo phụ thuộc vào những điều gì? Phụ thuộc vào tài khoản quảng cáo, fanpage, mục tiêu, nội dung quảng cáo, nhắm chọn mục tiêu, chương trình bán hàng, cách thức chốt đơn, cách thức chăm sóc khách hàng và tính thời điểm. Ví dụ như bây giờ dịch như này, mọi người thấy không? Chạy bán cái gì cũng rất là khó. Và cảm giác bị đắt đỏ lên. Đấy, dịch bán như này rất là khó, cảm giác rất là đắt đỏ. Đấy. Mình không thấy ai xin vào lớp đâu, mọi người có ai vào không? Mọi người có ai vào không? Mình đang ngồi đây không thấy ai xin duyệt đâu. Link ở phía trên đấy, đây này. Đây này. Thế thì chúng ta đi đi tối ưu quảng cáo, tức là chúng ta đi tác động vào những yếu tố mà ảnh hưởng đến hiệu suất của quảng cáo. Đúng không? Giống như đợt trước chị Lan Anh đi học ở trên chương trình CCO dạy làm giám đốc kinh doanh ấy. Đấy, thế thì tôi mới bảo là bây giờ tăng doanh số đối với thầy Phan Anh không bao giờ là dễ, là khó cả. Rất là dễ, đúng không? Những yếu tố nào tác động đến những yếu tố nào tác động đến tăng doanh số, liệt kê ra xong thì tác động vào từng yếu tố đấy. Ví dụ giá bây giờ đang chơi cao hạ đi, chính sách bây giờ chiết khấu thấp tăng lên, công nợ bây giờ đang không cho nợ, bây giờ cho nợ đi thì doanh số sẽ tăng ngay, chẳng có cái gì khó cả. Thế nhưng mà tăng doanh số mà hiệu quả thì nó mới khó. Chứ còn thì tăng doanh số quá dễ đối với thầy. Rồi. Đầu tiên thì bán rồi thì chúng tôi cũng đã cho ra một mô hình cà phê trái cây có mà. Đầu tiên thì nó sẽ phụ thuộc vào chính cái sản phẩm dịch vụ của người bán. Đấy. Thì mỗi một cái sản phẩm dịch vụ khác nhau, giá bán khác nhau thì nó sẽ tác động đến hiệu suất của quảng cáo. Bây giờ bạn chạy quảng cáo xe hơi,
bạn đừng nghĩ rằng mình sẽ chạy rẻ được như là quảng cáo của thời trang, hay là bạn chạy quảng cáo về mỹ phẩm Nhật thì bạn đừng hy vọng nó rẻ được như là bán đồ ngủ. Đấy, sản phẩm chúng ta khác nhau, mức giá khác nhau, đối tượng khách hàng khác nhau. Ok. Thứ hai là nó phụ thuộc vào fanpage. Thế thì rất nhiều người hiện nay là lập page ra chỉ để chạy quảng cáo mà không hề là chạy đăng bài để tăng tương tác cho page, không hề làm cái việc đấy. Như vậy nó sẽ dẫn tới là chúng ta là sẽ không có nhiều cái tương tác tự nhiên. Đấy, không tăng like tự nhiên lên. Để làm gì? Để chúng ta giảm cái chi phí quảng cáo đi. Ví dụ nhá, làm thế nào? Bây giờ đang là giải bóng đá, đúng không? Thế thì chúng ta tối nay có một cái trận đấu, thì chúng ta sẽ chơi bài là gì? Hãy dự đoán đúng cái tỷ số của trận này. Và người nào đoán đúng nhất, người nào đoán nhanh nhất thì sẽ nhận được một phần quà gì đó của thương hiệu XYZ. Thế thì hãy đổi lại là phải đăng ký, comment, phải chia sẻ. Thế thì như vậy cái page nó cũng được tăng tương tác lên và người ta cũng biết đến cái thương hiệu đấy nhiều hơn. Đấy. Thì chúng ta cũng phải sử dụng nhiều cái mẹo, phải sử dụng nhiều những cái mẹo để phát triển nội dung cho fanpage, để tăng like tự nhiên, để chăm sóc khách hàng cho page. Chứ mà chúng ta chỉ trông vào mỗi chạy ad thôi thì cũng không sai. Thế nhưng mà nó rất là thiệt thòi nhá. Đấy, fanpage cũng phải uy tín, đừng có để bọn nó vote xấu. Đừng để bọn nó kiểu như là bình luận rating một sao. Đấy, rồi thì khách nó mua hàng sau không hài lòng thì vào chửi nó, xong rồi nó lên nó mới bảo là đừng mua hàng của con này, mới bóc phốt nọ kia. Thế rồi khi mà mình chạy một bài quảng cáo, khi mình chạy quảng cáo thì mình cũng nên chạy bài đó bằng cách nào? Mình ngâm cái bài đó một thời gian, có thể là một ngày, hai ngày, thậm chí một tuần. Mình đăng sớm lên, xong đó cái bài đấy mình bắt đầu mình đi share vào các hội nhóm, share vào cái chỗ của nhân viên, người quen để làm gì? Để lấy tương tác tự nhiên, rồi bình luận seeding lên. Đấy, vào nhờ thầy Phan Anh bình luận là tôi đã làm nội thất ở đây rất là đẹp, cảm ơn. Thế thì khi người ta nhìn vào cái bình luận đấy mà thấy có ông Phan Anh rất là uy tín như thế mà ông comment, thì người ta có xu hướng rất là gì? Tin tưởng. Người ta có xu hướng rất là tin tưởng. Tí ơi. Dạ. Tí em gửi link fanpage cho thầy vào comment cho em. 1 triệu một lần comment. Vâng, ok luôn. Nhà không có gì ngoài điều kiện được. Nhá, một cái bài đấy mình nên ngâm kỹ nó một chút, chia sẻ mọi người, rồi nhờ mọi người bấm like, bấm thích, rồi comment chim mồi một chút, sau đó mình mới chạy, thì khi quảng cáo đến thì nó sẽ hiệu suất nó cao hơn. Lên những cái mẹo để mình có thể làm cho bài quảng cáo và cho chính cái fanpage của cái page đó. Chứ còn cứ đơn thuần là chỉ mỗi cái page chạy không. Và biết cách làm thương hiệu, biết cách làm thương hiệu nhé. Fanpage bây giờ nó có hàng triệu cái page. Thế thì người ta phải biết đến là cái thương hiệu A, cái thương hiệu B, thương hiệu C. Chứ không chỉ đơn thuần là tôi chỉ có biết chạy, tôi lấy đơn xong là khách không biết tôi là ai. Thế rồi hàng ngày ấy, thì mình phải lấy thông tin của khách hàng. Ví dụ như là mua thời trang của mình, đúng không? Ví dụ khách mua thời trang của mình thì mình phải vào mình xin cái ảnh này. Chị ơi, chị hôm trước chị mua cái thời trang của em, chị mặc đi làm, chị cho em xin cái ảnh nhá. Thế là nó gửi cho. Đấy, lại hỏi thêm câu là ảnh có đẹp không, sản phẩm có đẹp, có ưng không hả chị? Chị ừ cũng được, tốt đấy. Thế là thôi xong rồi.
chụp con đấy, ảnh đấy, chụp cái bài đấy, đăng thẳng lên page, cảm ơn khách yêu đã ủng hộ, ngày nào cũng có một cái album khách yêu này. Thế thì người ta vào, người ta mới thấy nó có cái độ tin cậy, đúng không? Hiểu cái chỗ này chưa ạ? Có ai hiểu chỗ này không ạ? Hiểu rồi thầy ơi. Ừ. Sản phẩm nhá, cái phần sản phẩm này, nếu mà mình đã bán một cái sản phẩm rồi thì mình phải làm mới, mình phải làm mới sản phẩm, thay đổi tên gọi, thay đổi bao bì, thay đổi cái quy trình này nọ. Như Nghĩa, đúng không? Như Nghĩa có bạn học viên của tôi ở đây này, bạn ấy chạy quảng cáo cắt tóc. Thế thì bình thường bây giờ mà chạy quảng cáo bảo khách đến đến tiệm cắt là không ăn thua. Mà thời điểm này bây giờ Hồ Chí Minh nó đang giãn cách, thế thì chạy quảng cáo là thợ cắt tóc sẽ đến tận nhà cắt cho bạn. Đấy, cắt tóc một một tại nhà bạn, đúng không? Đấy, chỉ 70k nhưng mà thu 100k bởi vì 30k phí ship. Ship cái gì? Ship em tự tới. Ngồi nhà cắt gọn sạch sẽ, ngày làm chục khách như thế là tươi, giải quyết được vấn đề, vẫn có thu nhập. Một ngày em kiếm được 2 triệu mấy thầy. Em bỏ ra có 50 ngày em chạy mà em kiếm gần 2 triệu. Đấy nha, mọi người nghe thấy ông ấy nói chưa? 50 ngàn một ngày chạy tin nhắn có 50 ngàn mà một mười mấy cái tin nhắn. Trời ơi, em cắt một ngày hả? Có 1 triệu mấy, có khi 1.8 triệu, có khi hôm nay được 2.2 triệu. Em đi cắt muốn khùng luôn. Cắt không cắt tóc nam mà một ngày em chạy có 50 ngàn à. Bây giờ như này, bây giờ lại phải kiếm thêm 2-3 thằng đệ nữa. Mình thu 100 dịch ông, cả. Dịch ông cho nó về quê hết rồi thầy. Bây giờ đang ngon thì phải mình thu 100, mình giả nó 50, 60, thế là mình vẫn đi cắt, bọn nó đi cắt vẫn lại mình lại kiếm được nữa, nghe chưa Nghĩa ơi? Dạ em nghe. Ừ. Mọi người nha, ông Nghĩa này là ông ấy đi học cũng khắp nơi quảng cáo rồi. Ông học quảng cáo xong về ông ấy chạy, ông sai be sai vét, ông ấy chạy, ông ấy tư duy ông ấy sơ cứng dã man. Dạy mãi ông bây giờ ông cũng hiểu hơn rồi. Đấy. Thì cái câu chuyện của bạn Nghĩa này lại là một câu chuyện để mọi người có thể hình dung ra về cái gọi là đổi mới sản phẩm rồi nó liên quan đến tính thời điểm. Mình phải rất là linh hoạt. Rồi tiếp tục, tài khoản quảng cáo thì có nhiều tài khoản quảng cáo khác nhau, và hiện nay thì thực tế là tài khoản quảng cáo Facebook khác nhau cũng cho hiệu suất khác nhau một cách rất là ngẫu nhiên. Chính vì vậy chúng ta nên thử nhiều quảng cáo, nhiều tài khoản để chúng ta đo. Đó. Và vừa rồi ấy, có một bạn hỏi về tài khoản nó bị chết. Cái hiện tượng tài khoản chết là rất phổ biến, rất rất phổ biến. Đầu cái khóa học này tôi đã nói ngay từ đầu khóa học rồi. Mọi người chắc chắn là vẫn nghe và vẫn được nhớ tôi nói, đúng không ạ? Cái hiện tượng chết là rất là phổ biến. Thì tôi sẽ phải có mẹo để cho mọi người nó giảm bớt tỷ lệ chết. Đấy, giảm bớt tỷ lệ chết. Một là page thì cố gắng là đừng dùng page mới. Đấy. Còn nếu cố gắng thì đừng dùng page mới. Thứ hai là dùng tài khoản mà khi chạy ấy, thì nha, đây là lời khuyên này. Mình bán thời trang, mình sẽ bán ở Việt Nam, nhưng mình không được chạy quảng cáo chỉ ở Việt Nam. Đây là mẹo nhá. Đây không phải là nguyên lý. Đây là mẹo em có thể áp dụng đúng vào thời điểm này, nhưng thời điểm khác nó sẽ không đúng. Mình đang dạy mọi người cách mà để tài khoản nó không bị chết là mọi người hãy chạy quảng cáo ở thị trường Philippines, ở thị trường Đài Loan. Đấy, chạy một số nước, ngân sách đặt thấp thôi, ngân sách vẫn đặt 30.000, 40.000 thôi, nhưng mà không chạy ở Việt Nam, mà chạy ở Việt Nam cộng với cộng với này Philippines, Đài Loan vân vân các kiểu. Để làm gì? Đây là một cái mẹo để đánh lừa cái con robot của Facebook. Đấy. Để Facebook nó thấy rằng là cứ một cái tài khoản quảng cáo mới, một cái page mới lên bài phát
khóa. Thế thì chính vì như vậy nên là mọi người phải tìm cách là lách cái con robot đấy, làm khác đi, đúng không? Mày chạy Việt Nam nó biết ngay, đúng không? Thì tao chạy sang Đài, tao chạy sang Philippines, tao chạy sang Indo, túa lùa xua lên. Thế thì con robot đấy nó không thể biết được và nó lại cho mình sống. Đấy là mẹo nhá. Còn chi tiết hơn thì tôi sẽ gửi slide cho cách làm. Rồi, luôn chuẩn bị các tài khoản quảng cáo khác nhau để cho thuê, để đi thuê hoặc là để làm. Đấy là cái hiệu suất về tài khoản quảng cáo. Tiếp tục là thứ ba nữa là về nội dung quảng cáo. Thế thì nội dung quảng cáo là một trong những cái vấn đề mà nó khá là quan trọng, nó ảnh hưởng đến hiệu suất quảng cáo rất nhiều. Mà nó liên quan đến cái khả năng của các nhà, nó liên quan đến khả năng của các nhà quảng cáo. Nếu như mình không thể tùy biến được cái gì, thì một trong những cái điều quan trọng đấy là mình phải tùy biến về nội dung. Trong nội dung thì chúng ta sẽ chia nó thành các phần. Phần chữ viết, phần hình ảnh, hoặc là phần video, hoặc là phần đường link liên kết. Đấy, đấy là những cái mà nội dung của Facebook nó sẽ hiển thị. Chúng ta nhìn sang bên trái, một cái video clip bán một cái sản phẩm là treo xà đơn điều trị đau cột sống. Và chúng ta nhìn thấy họ chạy 2,3 triệu lượt view, 1,8k lượt chia sẻ và thu được 15,4 ngàn bình luận, chưa bao gồm tin nhắn. Và tôi đánh giá là bài quảng cáo này cũng như cái hình ảnh video và sản phẩm này khá là hiệu quả. Vì sao lại hiệu quả? Bởi vì là nếu không hiệu quả người ta sẽ tắt quảng cáo. Và chúng ta nhìn vào các chỉ số sơ bộ và chúng ta thấy rất là ổn. Đấy. Đây là một sản phẩm mà tôi nghĩ rằng của Trung Quốc nhập cũng khá là rẻ. Đấy. Sau đó thì các bạn nhập về, các bạn có thể nhân 3, nhân 4, thậm chí nhân 5 lên các bạn bán. Làm một cái video vô cùng đơn giản, sau đó thì bạn chạy thế thôi. Và rất là hiệu suất, đúng không? Đấy, tương tự như thế, là một cái sản phẩm bán bánh chưng vào dịp Tết cũng quay bằng video cũng thu được. Các bạn nhìn thấy một cái tỷ lệ mà lượt thích trên lượt bình luận nó ngang nhau, gần như tỷ lệ 1-1. Thì cái tỷ lệ này là rất là phải nói là rất là VIP, rất là tốt. Thì chúng ta mới chạy được cái tỷ lệ đó, đúng không ạ? Hay bên trái như thế, chúng ta có 12.000 lượt thích nhưng mà chúng ta có 15.000 lượt bình luận. Quá là tốt. Hoặc là bên phải, đấy, nhận dạy 1-1 quảng cáo Facebook tại nhà, chấm để báo học phí, 560 thích nhưng mà thu được 515 bình luận, chưa bao gồm tin nhắn. Vâng, cũng rất là hiệu quả. Thế rồi thì spa dưỡng sinh tìm đối tác, chúng ta thấy là có 1,4 lượt thích, nhưng 1,4k thích đúng hơn là lượt, và có đến 992 lượt bình luận. Vâng, thì đây là một số những cái ví dụ gọi là tiêu biểu tôi chụp màn hình được, tôi gửi để cho các bạn xem, bởi vì thực tế là chúng ta có rất nhiều những cái ví dụ nó nhìn về mặt quảng cáo nó khá là hiệu suất trên hình ảnh như vậy. Tất nhiên chúng ta phải nhớ rằng là hiệu suất của quảng cáo về mặt chỉ số kỹ thuật chưa nói lên được hiệu quả về mặt kinh tế, về mặt bán hàng. Tiếp tục. Đấy. Thế thì về nội dung của quảng cáo, chúng ta nhìn thấy ngôn từ, cách viết, cách thể hiện, độ dài, thông điệp quảng cáo chủ đạo, thông điệp bán hàng, các câu giật tít của quảng cáo,
hay là quy luật 3 dòng, 6 dòng hiển thị của quảng cáo trên Facebook. Bình thường nếu mà chúng ta lướt Facebook bằng điện thoại di động, bây giờ nó cho hiển thị được 3 dòng thôi. Thế còn nếu ta lướt bằng điện thoại, bằng máy tính thì nó được khoảng 6 dòng của Facebook. Đấy. Chúng ta có thể nhìn thấy một vài những cái ví dụ đúng không ạ? Về mặt diện tích, chúng ta lưu ý là 80-85% diện tích của một mẫu quảng cáo nó là hình ảnh hoặc là video. Và sau đó là nó được khoảng 3 dòng hiển thị. Nó được khoảng 3 dòng hiển thị. Đây. Đấy. Thế còn cái phần quảng cáo nó chiếm những vị trí rất là nhiều như thế này. Vì vậy chúng ta cần phải tập trung vào phần hình ảnh. Và ba cái dòng đầu tiên chúng ta nên viết một cái gì đó nó rất là hấp dẫn, rất là mạnh, rất là kích thích, rất là tò mò, rất là vui nhộn. Cách gì cũng được để người ta dừng lại. Cái cách mà người Việt hay là chúng ta lướt Facebook bây giờ là chúng ta cầm điện thoại như này. Chúng ta lướt. lướt xong đó chúng ta dừng lại. Xanh đỏ tím vàng gì đó chúng ta bắt tay chúng ta dừng lại. Ồ, đợi tí nên con chuột nó không dê được. Mỗi khi sử dụng cái tính năng này, nó chuột nó cứ bị đơ đơ. Rồi, tiếp tục. Đấy, về mặt hình ảnh đúng không? Chúng ta cần phải tối ưu về mặt bố cục này, thông điệp trên ảnh này. Các bạn nhìn thấy không, đúng không ạ? Cái thằng này nó làm một cái máy massage to đùng. Xong nó giật một cái thông điệp là giảm 65% chỉ còn 14,89 triệu gì đó. Đấy, tức là sấp xỉ 15 triệu. Thì cái tag đấy nó bắn trên ảnh là nó không bị vi phạm pháp, không bị vi phạm chính sách của Facebook là không được quá 20% lượng chữ viết trên hình ảnh. Đấy, và hãy nhớ một câu nói là người ta nói là gì, một hình ảnh hơn vạn lời nói, và một video thì bằng 24 hình, một giây của video thì bằng 24 hình của ảnh. Thế nên là chúng ta nên tập trung vào video nhiều. Và về mặt ảnh, bố cục ảnh thì chúng ta nên tập trung cao độ vào ảnh số 1, số 2, số 3, số 4. Đây là những ảnh rất quan trọng bởi vì nó sẽ hiển thị ở trên đầu. Đây, bố cục của nó đây. Các anh chị có hiểu những cái bố cục này không ạ? Thì Facebook nó cho phép chúng ta có bố cục đăng một ảnh, đăng hai ảnh, đăng ba ảnh, đăng bốn ảnh và đăng năm ảnh. À, thì phổ biến nhất các bạn nên sử dụng bố cục đăng bốn ảnh. Và có ba bố cục đăng bốn ảnh. Thứ nhất là ảnh dọc bên tay trái và ba ảnh vuông tiếp theo. Thứ hai là ảnh ngang ở phía bên trên và ba ảnh vuông ở phía bên dưới. Và thứ ba là bốn ảnh vuông.
Thế thì tùy vào việc là các bạn đăng 4 cái bức ảnh đầu tiên như thế nào thì nó sẽ ra kết quả. Thì nó sẽ ra kết quả bố cục như thế. Đấy. Thế thì các bạn có thể lựa chọn cái bố cục 1 là ảnh đứng và bố cục 2 là ảnh ngang. Muốn tạo được bố cục 1 thì cái ảnh số 1 bạn đăng phải là ảnh dọc. Và muốn tạo được số 2 thì ảnh số 1 bạn đăng thì bạn phải là ảnh ngang. Cái này là Facebook nó quy định nhé. Chứ không phải là tùy hứng, ngẫu hứng nào nó quy định như vậy. Nên khi làm phải tính. Thông thường thì khi tôi chạy quảng cáo thì tôi sẽ thích hoặc là chạy một ảnh, hoặc là chạy 4 ảnh, hoặc là chạy trên 4 ảnh. Chứ tôi sẽ không chạy 2 ảnh. Các bạn để ý cái bố cục 2 ảnh của nó rất là xấu. 2 ảnh ngang, nhìn thấy chưa ạ? Nó sẽ màu xanh đấy, 2 ảnh dọc màu xanh đấy bên tay phải. Thì cái bố cục đấy nó rất là xấu, không tối ưu. Nếu như mình chạy thì mình nên chạy loại bố cục 1 ảnh. Đấy, và bố cục 1 ảnh tốt nhất chính là bố cục ảnh dọc. Chính là bố cục ảnh dọc hoặc là ảnh vuông. Còn bố cục ảnh ngang thì khi lên điện thoại di động nó bị thiệt. Nó bị thiệt về hiển thị. Bình thường ảnh dọc mình sẽ hiển thị được gấp 3 lần về chỗ độ dài so với ảnh ngang. Đấy. Nên rất là lưu ý những việc đấy. Sau này mình chạy quảng cáo thì mình nên thiết kế ảnh dọc. Bởi vì điện thoại di động có cấu trúc là hình ảnh dọc. Rồi, thế đến nói về video. Nói về video thì chúng ta thấy rằng là Facebook nó là the king of video ads. Facebook the king of video ads, tức là ông vua của ngành quảng cáo video. Ông vua của quảng cáo về video, nó thống kê đây ạ. 92% mọi người sẽ tương tác với một cái video sáng tạo ở trên Facebook. Rồi, respondent create video ads, đúng không ạ? Mọi người sẽ phản hồi trên những cái video sáng tạo được tạo ra trên Facebook. Trong khi đó, cũng tỷ lệ như vậy, Instagram là 57%. Và YouTube là 47%. Đấy. YouTube còn được thống kê là một cái nền tảng mà người tiêu dùng khách hàng là không thích nhìn cái quảng cáo ở trên Facebook, trên YouTube. Thế nhưng mà người ta thích trên Facebook hơn, bởi vì cái cách mà quảng cáo trên YouTube bằng video nó hơi gượng ép. Nhưng thực ra thì người ta cũng ghét thằng Facebook thôi. Nhưng chẳng qua là người ta chưa ghét bằng. 54% người được hỏi thì trả lời là quảng cáo Facebook trên video thì thu được nhiều tương tác. Đấy, và 82% là những người mà tạo ra quảng cáo trên Facebook. Đấy, hơn những cái nền tảng khác. Great. Facebook ads more than any other platform based ad. Ok. Tóm lại là gì? Là nó khuyên là nên chạy quảng cáo bằng video. Thế còn chạy quảng cáo video như nào thì lại nghe tiếp. Nghe tiếp. Hôm qua tôi có nói về cái chuyện là chạy quảng cáo video thì phải chạy bằng cái thứ nhất là cái nội dung nó phải rất là gay cấn ngay từ những giây đầu tiên. Mọi người có nhớ không ạ? Mọi người có nhớ là tại sao tôi nói như thế không ạ? Ai giải thích, ai nhớ là tôi nói là phải video nó phải gay cấn từ những giây đầu tiên, và lý do vì sao? Vì nó chỉ được miễn phí 3 giây. Cái gì cơ ạ? Vì nó chỉ được miễn phí 3 giây. Khách xem chán quá bỏ đi ngay. Đúng rồi. Không phải là miễn phí 3 giây đâu, mà miễn phí 2 giây. Giây thứ 3 nó thu tiền rồi. Dưới 2 giây nó không thu tiền. Từ giây thứ 3 nó đã thu tiền rồi. Mà trong khi đó thì cái nút play ấy, khi chúng ta trỏ vào đây này, cái nút play ấy, thì là nó sẽ tự chạy.
Đấy, và nếu như mà 3 giây, 4 giây mà chưa kịp hiểu chuyện gì, người ta thấy chán quá, người ta bỏ đi ngay, thì mình bị mất tiền mà lại không có khách. Rồi, chúng ta có thể làm video dài từ 2 đến 5 phút, miễn là nội dung cuốn hút nha. Phải bánh cuốn, đấy, và phải giữ chân. Nội dung là phải bánh cuốn, đúng không? Và phải giữ chân được người xem. Thế thì làm thế nào là bánh cuốn? Thì bánh cuốn nó phải có công thức, đúng không? Ví dụ nó phải có yếu tố tò mò này, yếu tố sốc này, yếu tố độc này, yếu tố lạ này, yếu tố ngược đời này. Rồi thì yếu tố mà so sánh trực tiếp với đối thủ này. Rồi thì yếu tố sexy này, yếu tố sách này. Đấy, rồi thì những yếu tố mà tình cảm lâm ly bi đát này. Đấy, rồi những cái sự sáng tạo mà thị trường chưa có. Ví dụ thế nào gọi là ngược đời, đúng không? Bình thường thì bán đồ lót nữ thì dùng người mẫu nữ quảng cáo là đúng rồi. Thế nhưng bây giờ bán đồ lót nữ nhưng lại dùng người mẫu nam để quảng cáo. Đấy. Bán sữa bỉm thì dùng hình ảnh bà mẹ chăm con thì đúng rồi, chuyện đấy là đương nhiên. Thế nhưng bây giờ lại dùng hình ảnh một ông bố đơn thân chăm con thì lại gây ra được những cái sự xúc động. Sự xúc động gây ra được những cảm xúc mới. Cũng có thể tốt, cũng có thể xấu, tôi không biết. Nhưng mà ý tôi muốn nói là đấy là sự sáng tạo mà chúng ta nên tạo ra. Được chưa? Và tối ưu video trong môi trường không có tiếng động. Môi trường không tiếng động là như nào? Bây giờ ông Phan Anh, ông ấy đi vệ sinh, đúng không? Ông cầm điện thoại vào. Đấy, ông ấy vừa đi vệ sinh, ông vừa đọc báo. Đấy, ông xem lướt Facebook. Thế ông thấy một cái video hay quá, ông muốn dừng lại. Thế ông bật loa thì người ta biết. Thế lại phải xem không có tiếng. Thế thì không có tiếng thì hiểu nó chó được, đúng không? Thì phải bắn text, bắn phụ đề. Đấy, phải có phụ đề. Người ta thống kê rằng là video mà có phụ đề thì có lượt xem cao hơn rất nhiều video không có phụ đề. Nha. Cần có link trang web đích nếu mà chạy quảng cáo video, sau đó thì bấm vào. Cần phải lưu ý về các vấn đề về bản quyền âm nhạc, sử dụng hình ảnh, bản quyền phim. Ví dụ như mình cho một cái đoạn nhạc vào là cũng bị xóa ngay đấy, hết sức cẩn thận. Phải dùng những cái đoạn nhạc mà nó không vi phạm bản quyền. Ví dụ như cái tung 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 đơn giản thôi. Thế còn thích một cái bài của Justin Bieber hay là của The Pasito cho vào đấy là chết. Nó xóa ngay video của mình về vấn đề bản quyền. Khách hàng ngày nay thì thích xem hàng, tức là xem video về hình ảnh, xem video về sản phẩm hơn là đọc hàng. Được viết ít thôi hay nhìn hàng thông thường nhá. Thương hiệu sẽ được chú ý hơn và ghi nhớ lâu hơn nếu giới thiệu yếu tố thương hiệu trong 10 giây đầu tiên. Vì vậy, khi đọc cái báo cáo này xong thì các bạn phải nhớ là vào phát là phải nói về thương hiệu của mình ngay. Và thời lượng dành cho video trên Facebook tăng rất nhiều. Và hãy đăng video trên story của Facebook và Messenger, Instagram để có được lượt xem nhiều hơn. Hãy đăng lên story. Khi mà làm video ấy, thì nên định làm kích thước là dạng video dọc hoặc là video vuông. Vì sao? Tất cả điều đấy đều là để mục đích là tối ưu cho điện thoại di động. Nên có cái dạng phụ đề bên trên và phụ đề bên dưới và phụ đề bên trong. Cái phụ đề bên trên nó sẽ cố định, còn phụ đề bên trong nó sẽ chạy theo cái lời thoại. Đấy, tôi đã ghi rồi đấy. Text bên trên, text bên dưới, sub video đấy. Nha. Tóm lại là các sếp làm video thì các sếp bảo là chúng mày làm video cho tao hay thuê bên nào cũng được. Nhưng mà đấy, thầy Phan Anh thấy bảo là phải có định dạng vuông hoặc là định dạng dọc. Nó bảo là em làm định dạng ngang, bảo không, chị không thuê mày làm ngang,
chị cứ phải vuông hoặc dọc cơ. Và thầy bảo là, thầy bảo là phải có tách viền trên, tách viền dưới và có sắp, có nhạc không bản quyền. Và phải gây cấn ngay từ những phút đầu tiên, gửi báo giá kịch bản cho chị. Ngon thì chị làm, không ngon thôi chị nghỉ. Rồi xong. Âm nhạc hoặc là lời nói hội thoại cần phải trong suốt, tránh bị ồn ào khó nghe, khách người ta rất là ghét. Có thể sử dụng dạng phim hoạt hình 2D, 3D hoặc là slide phim cũng được. Và đặc biệt là có thể sử dụng các cái quảng cáo của TikTok, đúng không? Sử dụng những cái phép biến hóa trending mới để đưa vào làm quảng cáo. Nhớ nhá. Thông điệp thì rõ ràng, nghiên cứu về nội dung của video thật tốt. Đấy, ngay từ những giây đầu tiên phải gây cấn hấp dẫn. Đấy, video chuẩn thì khoảng tầm 30 giây đến 45 giây là ok. Dùng video vuông hoặc video dọc. Đấy. Và phải giới thiệu vào sản phẩm thông điệp ngay từ đầu. Và đặc biệt là phải chốt đơn. Nếu mà trong video ấy, thì đừng đợi đến cuối video hãy chốt đơn. Mà phải chốt đơn ngay ở giữa video. Giữa video là như nào? Video của mình có 2 phút. Thì đến phút thứ nhất, tức là giây thứ 60, là 55 đến 60 là phải giới thiệu chốt đơn rồi. Sau đó lại giới thiệu tiếp. Đấy, người ta nó thống kê rằng là tỷ lệ chuyển đổi trong video tốt hơn đối với những lời kêu gọi ở giữa video thay vì là cuối. Đấy là tôi nói về phần nội dung. Rồi dừng lại chút. Có ai có câu hỏi gì không? Thầy ơi, cho em hỏi tí là em làm cái video về sản phẩm xong rồi thầy, thì mình mang đi chạy chiến dịch là mình chạy lượt xem video hay là tương tác tin nhắn cho thầy? Mình có thể chạy lượt xem video, mình cũng có thể dạng là đăng lên viết thêm status và chạy dạng tương tác bài viết, nhưng bài viết đấy là bài viết video thay vì hình ảnh, đều được. Yeah. Ừ, đều được nha. Yeah. Khi mà chạy định dạng video thì nó cho mình nhiều kiểu lắm. Thế mà em nói chung ở Việt Nam thì mọi người vẫn thích là chạy tương tác. Yeah. Mọi người vẫn thích là chạy tương tác bởi vì dễ cho người chạy và cũng dễ cho cả khách hàng. Rồi, còn ai hỏi nữa không ạ? Thầy ơi, em với bạn Luân ấy có hai cái tài khoản mà nó bị xác minh danh tính ấy, và nó cho bật xanh cam với lại là đăng, nhưng mà không đăng được. Thầy hôm qua nhờ bạn Quyết làm nhưng mà chưa giải quyết được. Thầy em có cách nào không? Chắc mình cũng không biết được, để mình xem ra nha. Còn hiện nay thì trong trường hợp như thế thì khả năng cao là nó sẽ tài khoản đấy sẽ bị vô hiệu thôi. Xác minh thì nó vẫn cho xác minh nhưng mà không về đúng không? Không có mã xác nhận về đúng không? Không phải rồi ạ, tức là trong cái gọi là trong cái tài khoản Facebook ấy thì nó là đã tài khoản của bạn đã được chấp nhận xác minh rồi thì có thể quảng cáo, nhưng mà khi mà link quảng cáo thì có nút đăng xanh rồi cam xanh, nhưng mà đăng thì nó cứ bắt xác minh danh tính, bấm vào đấy thì nó lại không có xác minh mà nó lại cứ vẫn là đã được quảng cáo thêm em. Chưa gặp cái trường hợp này ạ. Hiểu. Tức là nó đã xác minh xong rồi đúng không, nhưng mà vẫn không chạy được đúng không? Đúng rồi đó. Còn vì sao thì chưa biết đúng không? Em chưa có chat em có chat với thằng Sebot được không? Em thì chưa. Hôm qua nhờ bạn Đức với bạn Quyết, nhưng mà bạn cũng bảo là chưa gặp cái trường hợp này bao giờ. Hôm nay thấy bạn luôn, bạn cũng đăng lên thì đúng trường hợp như của em luôn. Chắc là lỗi mới của Facebook thôi, Facebook nhiều lỗi đó. Đúng là lỗi mới. Đây là sao lỗi mới. Em chat với support ấy. Em vào em chat với support, tức là người hỗ trợ của Facebook ấy. Em bảo nó đấy, tao bị như thế, em chụp màn hình gửi cho nó thì nó sẽ vào nó xem. Tại vì cái này nó bị lỗi của hệ thống, không gỡ được hay gì cả. Thầy chỉ đường cho thôi, hiểu ý không?
Và page thì bây giờ rất nhiều page đang bị cái lỗi là không nhìn thấy tin nhắn. Thế kỳ. Khách không nhìn thấy tin nhắn. Rất nhiều page bị. Thế giờ phải sửa nó như thế nào vậy? Không sửa được, chỉ có liên hệ với Facebook. Phải chat với support. Mọi người đừng cười thầy nhá, mọi người đừng cười thầy này. Không, em đâu cười thầy, em nói là liên hệ với Facebook. Phải giải thích là những cái lỗi này nó không thuộc về lỗi người dùng. Thì bây giờ chẳng hạn em phải chat với nó để nó hướng dẫn cho mình, hoặc là nó fix cho mình, vì cái lỗi đấy là lỗi của nó. Mình có can thiệp được vào cái gì đâu, đúng không? Chà, khó nhỉ. Không can thiệp được vào. Chẳng hạn bây giờ ví dụ mất mật khẩu hay thế này thế kia thì có mẹo này, mẹo kia cơ. Bây giờ hệ thống nó không bật cái nút đấy lên thì thấy chịu. Thì có thể thử trên điện thoại có bị không? Có thể thử trên trình duyệt khác có bị không? Đấy là những cái lời khuyên của thầy thôi. Thầy bó cánh. Em thử cái điện thoại nhé. Ừ, nhá. Thầy bó cánh luôn. Rồi tiếp tục. Nhắm mục tiêu chi tiết, đúng không? Nhắm chọn thì cần phải có chiến lược, và mình cũng đã rất là very nice, rất là tử tế gửi cho mọi người cả những cái mẫu nhắm chọn của học viên mình đang làm. Mọi người bắt chước theo, tham khảo thêm. Đầu tiên là phải vẽ được chân dung khách hàng, đúng không? Muốn vẽ được chân dung khách hàng thì tôi đã gửi cái file Excel rồi. File Excel là chuẩn chân dung khách hàng đó, làm theo, nghiên cứu, quan tâm trực tiếp đến sở thích, hành vi. Đấy. Chạy theo nhóm chọn đã lựa chọn, chạy rộng, chạy hẹp, vân vân. Remarketing, chia nhóm, chia đối tượng, vân vân, đúng không? Nghiên cứu về sản phẩm, dịch vụ, khách hàng, đối tượng, thị trường để mà nó biết được tốt. Thứ hai là chạy ngân sách thử nghiệm. Chạy ngân sách thử nghiệm. Sử dụng tính năng Audience Insight để phân tích khách hàng trên Facebook. Rồi sử dụng các cái dữ liệu khách hàng để thu thập từ bên ngoài Facebook thêm. Ví dụ như web, như YouTube, chúng ta phát hiện ra hành vi. Đấy. Sử dụng remarketing, web hay số điện thoại hay là lượt xem video. Hôm qua ta đã hướng dẫn rồi đấy. Hay là lượt xem marketplace. Đấy. Hay là sử dụng lookalike. Tệp khách hàng tương tự. Tất nhiên muốn tạo được tệp look alike xịn chất lượng thì cái tệp gốc nó phải chuẩn, nó phải đủ lớn, chuẩn. Đấy. Rồi thì chạy thử nghiệm nhiều đối tượng đã lưu. Ví dụ như chia nhỏ theo tuổi, chia nhỏ theo địa lý, chia nhỏ theo sở thích, chia nhỏ theo hành vi, chia theo thiết bị, chia theo vị trí, nhắm chọn, chia theo cái sự thấu hiểu khách hàng của mình. Và mình cũng mình cũng nghiên cứu và phát triển nội dung làm sao cho nó phù hợp với khách hàng tốt nhất. Đấy, ví dụ như là kỹ thuật giật tít, lựa chọn thông điệp bán hàng, tối ưu hình ảnh, vân vân. Tí nữa ta sẽ được học thêm về kỹ thuật giật tít, làm chương trình khuyến mại và cái quy trình viết quảng cáo. Rồi. Và chúng ta cũng nghiên cứu về các cái hành vi mua hàng của khách hàng. Nghiên cứu về những cái hành vi mua hàng của khách hàng. Trả lời cho câu hỏi là điều gì khiến khách hàng ra quyết định mua hàng? Dễ nhất, đúng không? Thì tập trung vào những điều đấy là sẽ ok. Kết hợp giữa chạy truy cập web, chạy chuyển đổi với pixel của Facebook và remarketing, sáng tạo trong các cái cách chạy của mình. Cái gì là tạo phễu, cái gì tạo remarketing. Rồi. Thì đấy là cái liên quan đến nhắm chọn.
Thế còn kỹ thuật chạy, kỹ thuật chạy thì là chạy AB testing, chạy tối ưu thử nghiệm, ngân sách đấy, rồi thì chia thành các nhiều tài khoản chạy, rồi thì nếu mà đặt ngân sách lớn thì phải có bài fail, phải có bài để mà phân tích hành vi khách hàng, rồi thì phải kiểm soát các vấn đề về tần suất, kiểm soát các vấn đề về tần suất. Đấy. Chạy ảnh như thế nào, chạy video như thế nào, chia ngân sách ra thành nhiều phần như thế nào, chạy PC hay mobile, nên có bài hay hoặc là content cho PC riêng. Rồi thì... thầy ơi, em chưa thấy cái chỗ nào mà nó cho mình chọn là PC hay là mobile ấy, khi mà mình làm ấy. Không, cái đấy mình phải dùng mẹo, mình tắt hết các vị trí hiển thị của nó đi. Nhưng mà nó thể hiện ở đâu ấy ạ? Bởi vì em chạy mấy bài rồi em chưa từng nhìn thấy cái đấy, mặc dù em có nhớ đến cái thầy dặn là tắt mấy right. Cái PC đi. Ví dụ như right column, cột phải ấy, chính là vị trí của PC. Right column là vị trí cột phải mình nên tắt. Đây là vị trí chỉ hiển thị trên PC. Thế còn sau này ví dụ mình chọn vào cái phần mobile ở bên dưới, mình chọn các loại 3G loại trừ thì nó sẽ giảm bớt cái tần suất quảng cáo của PC đi. Thế nhưng mà thực ra thì hiện nay nó cũng đã khoảng 90% nó đã hiển thị ở trên mobile rồi. Đấy, mình tắt một số thứ đi. Facebook nó không cho tắt vị trí new feed trên PC, không được phép tắt vị trí đấy, tức là nó không cho mình tắt, nên là vẫn phải để. Đấy, vẫn phải để. Thế còn lại chỉ vị trí đấy thôi. Nó ở cái phần vị trí hiển thị và thiết bị chạy, mình ta chọn ở cái phần đó. Đấy. Thằng Facebook thì nó khuyên mình là nên chạy vị trí hiển thị tự động. Đây, chính là bài trình bày của Facebook đây. Và nó phân tích rằng là nếu như mình chạy tự động thì mình sẽ được lời hơn. Bởi vì Facebook nó sẽ hiển thị được nhiều vị trí nhất, nhưng mà lại với cùng một chi phí là thấp nhất. Tất nhiên đấy là nó nói thế. Thế còn thực tế thì mình chạy như nó thì vẫn chết bình thường. Và đặc biệt là mấy thằng support của Facebook mà nó gọi cho mình thì đừng có nghe nó nói cái gì cả. Vì sao? Vì mấy thằng đấy là toàn mấy thằng tào lao. Nghe nó chạy là chết luôn. Tờ oang toang luôn. Đây, một số những cái lời khuyên của Facebook này. Tối ưu hóa lượng kết quả chuyển đổi này, tối ưu hóa giá trị này, kiểm soát kết quả này, kiểm soát lợi nhuận trên chi tiêu này. Nâng cao thủ công vân vân thì chạy như thế nào? Ở đây nó hướng dẫn hết. Chạy như nào ở đây nó hướng dẫn hết. Tiếp tục. Đúng không ạ? Nên có chiến lược về giá thầu. Hiện nay hầu như chúng ta đang để chiến lược giá thầu tự động. Nhưng mà chiến lược này thì cũng không sai, nhưng mà đôi khi chúng ta không kiểm soát được. Thì chúng ta nên có thể cân nhắc về chiến lược giá thầu chi phí thấp. Đấy. Thuật toán giá thầu và đánh giá hiệu quả của Facebook bao gồm này: giá thầu thấp nhất,
giới hạn chi phí, giới hạn giá thầu và mục tiêu tiếp thị. Facebook cũng có vấn đề về xếp hạng chất lượng của content. Cũng có cái xếp hạng chất lượng content thì mình cũng nên tính cái phần đó. Nội dung của chúng ta cũng phải có cái yếu tố tương đương. Facebook thì luôn luôn mong muốn là đem cái trải nghiệm người dùng tốt nhất đến cho các cái người xem. Vì vậy mình phải quảng cáo thật là tốt. Nếu không thì bọn nó mà ghét mình ấy, bọn nó report nhiều thì là mình cũng sẽ ăn đòn với thằng Facebook thôi. Thằng này nó cũng khá là, nói chung là bây giờ nó khá là khó chiều. Mặc dù tôi dạy về Facebook nhưng mà lời khuyên của tôi với các bạn vẫn là phải đa kênh và đa nền tảng, không nên chỉ phụ thuộc vào nó. Lưu ý là Facebook nó quét dữ liệu và theo dõi dữ liệu và dùng ở khắp mọi nơi, trên fanpage, tin nhắn, hình ảnh, video, trang đích, trình duyệt. Thế nên mình cần phải, nếu mà mình chạy những hàng vi phạm chính sách thì mình cần phải biết điều đó. Và mình cũng cần phải tối ưu về mặt hình ảnh hay là tất cả những cái điểm chạm của khách hàng. Thí dụ như là web thì mình cũng phải tối ưu ảnh nhất, để nội dung Messenger mình cũng phải tối ưu. Chỗ cái phần này thì chúng ta tập trung vào cái thứ nhất là chúng ta muốn kỹ thuật chạy của chúng ta ấy, tối ưu giá thầu là gồm là chi phí thấp nhất hay là giới hạn giá thầu hay mục tiêu tiếp thị, chúng ta cũng nên thử nghiệm. Và thứ hai nữa là liên quan đến phần nội dung, liên quan đến phần nội dung thì cũng nên là làm sao nội dung của chúng ta cũng đạt cái điểm cao nhất, đạt cái điểm cao nhất để mà có thể là được phân phối tốt hơn. Xác định đúng mục tiêu tiếp thị và KPI là được chuyển đổi. Sau đó bạn có thể đặt giới hạn giá thầu. Bằng cách đặt giới hạn giá thầu, bạn sẽ đảm bảo không chi tiêu quá nhiều cho các lượt chuyển đổi. Nên thử nghiệm A trên B và tối ưu ngân sách, vân vân. Thì đây là những cái lời khuyên thôi. Tập trung vào LTV của khách hàng, tức là giá trị khách hàng trọn đời đấy. Hãy nhớ rằng là giá thầu trên Facebook là một cuộc đấu giá. Vì vậy bạn càng sẵn sàng trả nhiều tiền thì cả khả năng chiến thắng càng cao. Đây là một bí quyết mà có lẽ là bí quyết này cũng không phải ai cũng làm được, đúng không? Một bí quyết cũng khá là dễ hiểu, không có gì gọi là đặc biệt cả. Thầy ơi, em chưa hiểu lắm ở cái chỗ giá thầu này ý. Ví dụ như nếu mà em đang chạy bình thường theo kiểu tương tác bình thường thì là ví dụ mình chỉ đơn giản là mình đặt là 1 triệu cho 7 ngày chẳng hạn. Thế thì trong cái trường hợp nào thì là mình phải đặt giá thầu và đặt ở đâu ấy nhỉ? Hiện nay hầu hết các cái quảng cáo của Facebook, hầu hết nhé, không phải tất cả, nhưng hầu hết các quảng cáo Facebook là giá thầu tự động. Giá thầu tự động tức là mình sẽ để cho nó tự tối ưu cho mình chứ mình không được quyền đặt. Trong một số những cái loại hình thì nó cho mình thay đổi, ví dụ như là mình chạy tần suất chẳng hạn, mình có thể chạy giới hạn về tần suất thì lúc đấy nó chính là giới hạn về hiển thị, số lần hiển thị, thì nó cho mình tính cái chi phí như là CPM hay CPC. Đó, hoặc là mình chạy chuyển đổi thì nó sẽ tính CPC. Đó. Ví dụ như là chị đang chạy bài tương tác, nói thì hơi khó hiểu đúng không? Chị đang chạy bài tương tác thì hầu như chị không lựa chọn được giá thầu. Bởi vì nó đã để là giá thầu tự động và chị trả tiền cho CPC. Và mục đích là gì? Mình tiếp cận làm sao được nhiều lượt và nhiều tương tác nhất có thể. Đấy chính là chiến lược giá thầu thấp nhất.
bạn sẽ tiếp cận được nhiều người nhưng với chi phí thấp nhất. Đấy, gọi là, đấy gọi là giá thầu thấp nhất. Hay nào, giới hạn về chi phí thì nó có một cái ô đấy, ngay cái phần phía bên dưới, ví dụ như là bạn bạn điền ngân sách vào sau đó bạn đã ghi là đặt giới hạn giá thầu đấy. Thì đặt giới hạn giá thầu tức là không chi tiêu quá số tiền đó. Chị Lan Anh có thấy không ạ? Trong cái phần quảng cáo là có đấy ạ. Như vậy em hiểu rằng là cái việc đặt giá thầu này là một cái cách làm để cho giống như kiểu là đàn áp đối thủ. Cái, vâng, cái giá thầu mục tiêu để mình làm gì? Tức là trong trường hợp, ý em là trong trường hợp nào thì mình cần phải làm cái việc đấy? Là à, cái nó, việc là trả cái giá thầu cao lên để làm gì ấy? Nó phân tích về cái yếu tố cạnh tranh ấy. Nó phân tích về cái yếu tố cạnh tranh ấy. Tức là tôi trả giá thầu cao thì tôi sẽ tiếp cận được đến những cái đối tượng như thế như thế. Thế còn cái ông mà cũng bán hàng giống như tôi nhưng mà ông ấy để giá thầu thấp, cho nên là Facebook nó không ưu tiên hiển thị cái quảng cáo của ông ấy đến những cái tập khách hàng tương tự. Thế có phải không ạ? Về lý thuyết là như thế. Về lý thuyết là như thế, còn thực tế Facebook nó phân bố phối như nào không ai biết. Không ai biết. Có thể là mình cũng được phân phối đến một tập, nó được phân phối một tập. Nhưng mà nó bảo là nó ưu tiên cho mình, nhưng mà ưu tiên như nào mình chịu chết. Mình cứ chạy nhắm chọn như thế. Chứ còn bây giờ mình bảo là, mình bảo bây giờ mày chạy ra tao hết vào bọn giám đốc đi, nó đi tìm bọn giám đốc nó chạy thì nó đã đành. Không được như vậy. Chỗ này ấy, chỗ này thì chị chỉ cần quan tâm là một đấy là ngân sách lớn. Cứ vã ngân sách lớn thì nó nhìn thấy là hệ thống nó sẽ tối ưu. Thứ hai nữa là mình sẵn sàng để giá thầu ở mức cao cho để giá thầu tự động, tức là sẵn sàng chơi tới bến với nó. Giá thầu tự động tức là sẵn sàng là giá nào tạo mua mà, thì nó sẽ ưu tiên cho mình. Ưu tiên đấy là ưu tiên về mặt hiển thị thôi, trong trường hợp bị cạnh tranh về hiển thị thôi. Thế còn nó không đảm bảo rằng là chị có đơn hay không, chị vẫn có thể là không ra đơn bình thường, hoặc là ra tin nhắn mà không chốt được và ngã sấp mặt là bình thường. Thầy ơi, em hỏi cái đặt giá thầu đấy thầy, nó có giống như trên Google AdWords đấy, là nó cạnh tranh vào những cái thời điểm vàng của những nhà quảng cáo không thầy, những cái thời điểm vàng trong những cái một thời điểm nào đấy của ngày ấy. Ở cái thời điểm mà khách xem nhiều hay là thời điểm khách xem ít, thì giá thầu của mình cao thì mình có thể hiển thị tới những khách hàng mà vào những cái thời điểm mà khách xem nhiều hơn. Nếu giá thầu thấp thì hiển thị vào những cái thời điểm mà ít hơn. Về lý thuyết là nó sẽ diễn ra như vậy đấy, nhưng mà nó không, mình cảm giác nó không rõ được như Google, vì không thấy tài liệu nào, không thấy cái nào nói như thế. Nhưng mà thực sự là có, bởi vì thằng Facebook nó rất là thông minh và nó học hết bài của bọn các nhà quảng cáo khác, Google rồi thì những cái đơn vị quảng cáo trước nó học hết, và chắc chắn là có yếu tố cạnh tranh về giá thầu tại thời kỳ thời điểm giờ vàng, cạnh tranh cao về vị trí hiển thị. Mình muốn tránh những cái thời điểm vàng mình không muốn hiển thị thì mình có thể đặt giá thầu thấp này. Không, nếu mà tránh cái giờ vàng thì em chạy theo lịch trình, em tắt quảng cáo vào giờ đó. À, thế ạ? Ừ. Em cảm ơn thầy. Hãy nhớ rằng giá thầu rẻ đôi khi không phản ánh đúng hiệu suất quảng cáo nha, hiệu suất về mặt tài chính. À, có thể nhân chiến dịch, nhân nhóm, nhân bài thử nghiệm, cắt tờ lè nhà đi, miễn là rẻ, miễn là chuyển đổi. Nên chạy quảng cáo đều đều thường xuyên hơn là chạy tắc bục. Tức là nếu mình có ngân sách nhỏ thì cũng nên chia ra chạy đều đều. Và đặc biệt là nên chạy kết hợp quảng cáo thương hiệu với quảng cáo bán hàng. Quảng cáo thương hiệu là thế nào? Quảng cáo thương hiệu là thế nào? Là bây giờ là mình thông thường mọi người hay chạy cái bài bán hàng ngay, bán cái quần, cái áo, cái giày, cái dép. Thế nhưng mình cũng nên có những bài về thương hiệu ở trên báo chí. Mình cũng nên có những cái bài, ví dụ như ngày mai cái hãng A, hãng B, hãng C này lên tài trợ cho cô chính phủ 100 triệu để làm
quỹ vaccine COVID hay là lên chương trình Shark Tank để kêu gọi đầu tư, thì đấy chính là những cách làm thương hiệu. Đấy là ý mình là như thế. Hoặc là kết hợp với mua bài báo chí, CEO nói về cái này, CEO kia, doanh số tăng trưởng nọ kia, kiểu kiểu thế. Vẫn cố gắng duy trì cái hoạt động kinh doanh, thì như vậy là sẽ giúp cho cái thương hiệu nó mạnh hơn. Và khi thương hiệu nó mạnh lên thì nó sẽ tác động đến cái hiệu suất của cả Facebook rất là nhiều. Hiện nay thì mình thấy cái sai lầm ấy, mình thấy cái sai lầm rất lớn là mọi người rất là tập trung vào chạy bán hàng. Thì cái đấy là không phải là sai hay là không tốt, mà chúng ta không dành thời gian ngân sách cho cái quảng cáo về thương hiệu. Đấy. Có thể sản xuất một con video nhí nhảnh cá cảnh gì đó rất là hay, xong đó thì chạy quảng cáo vã thôi. Rồi, tiếp tục, đấy là đến phần chương trình bán hàng. Chương trình bán hàng, thế thì chương trình bán hàng nó chính là nó tác động đến hiệu suất của quảng cáo mà, đúng không? Ví dụ như mua một tặng một này, ví dụ như là cho free ship này, ví dụ như là chị Lan Anh làm nội thất, đúng không? Thì ví dụ thôi, miễn phí thiết kế nhưng đổi lại là mày phải thi công của tao đấy, hay là thi công cái phòng khách thì tặng cho cái bếp à, thì đấy là những cái chương trình bán hàng. Chương trình bán hàng hay là đổi cũ lấy mới hay là làm từ thiện cái gì đó, thì mình sẽ phải nghĩ ra chương trình. Mình phải nghĩ ra chương trình, cái chương trình này nó có phù hợp với khách hàng hay không. Đấy. Như là mình nói nhá, làm mới sản phẩm có thông điệp chốt đơn này, có chương trình khuyến mại này, chiến lược tạo phễu này, chiến lược định giá này, chiến lược tặng quà này, cam kết bán hàng này, cam kết bằng hoàn tiền này. Ví dụ bây giờ mình ghi làm các bạn chạy spa đúng không? Sau một liệu trình không khỏi thì chúng tôi sẽ hoàn tiền. Quảng cáo như thế ngày xưa là rất là hiệu quả, nhưng bây giờ không ăn thua. Bây giờ gì? Chúng tôi cam kết hoàn tiền bằng hợp đồng. Hợp đồng là thế nào? Hợp đồng là nếu mà bạn mua hàng, tôi sẽ ký hợp đồng bảo hành bảo trì cho bạn. Nếu như mà tôi làm không tốt thì bạn có thể dùng hợp đồng bạn kiện tôi để bảo vệ cái quyền lợi của bạn tốt hơn. Ngày xưa tôi làm cho một cái spa, cách đây 5 năm tôi làm cho một cái spa trong Sài Gòn. Tôi chỉ ra đúng cái chiêu cam kết đảm bảo cái chất lượng lộ trình của cái spa đấy bằng hợp đồng thôi là đã rất là ok rồi. Đã gần như là đã rất là thành công, bởi vì là lúc đó thị trường đang rất là bát nháo. Và khi mà người ta nhìn thấy một cái hợp đồng của mình một cái, thế thì người ta sẽ thấy rất là ok và người ta tin tưởng, người ta dễ chốt lên rất nhiều. Đấy. Tất nhiên đây là một vài gợi ý thôi. Đây là một vài gợi ý thôi, không phải là cứ cam kết bằng hợp đồng là sẽ bán được. Mỗi một cái ví dụ của mình đưa cho các bạn đấy là một vài cái case study mà mình đã làm thành rất là thành công. Và đến đây thì tí nữa mọi người phải dừng lại và mọi người hỏi là sản phẩm của em, dịch vụ của em, công ty của em như này thì em nên làm gì, thì mình sẽ cố vấn cho. Đấy, ví dụ như là bán quần áo bây giờ chỉ cần free ship cái là hiệu suất đã thay đổi đáng kể rồi. Bởi vì mọi người biết rồi, ví dụ bán một cái sản phẩm nó 300.000, 250.000 nhưng mà free ship 30.000 thì nó đã như vậy là nó đã rất là hiệu quả rồi. Nhưng mà nếu mà chúng ta xét về mặt doanh số ấy, chi phí ấy, 30.000 một đơn trên một cái
cái đơn hàng 250 thì nó lên đến 12% chi phí rồi, không đơn giản một tí nào đấy. Chính sách đổi trả có cho đổi không, có cho xem thử không? Ok, có cho xem thử, xem hàng rồi thì mới ưng, rồi thì mới mua. Content như thế nó sẽ yêu ngay. Cam kết hàng y hình, nếu mà sai thì đền 100 triệu. Ok, chất liệu là lụa Hàn Quốc, mặc mát lắm, đúng không? Và content đấy. Tư vấn nhiệt tình, thu hút khách hàng tốt. Đấy, thì đấy là những cái chương trình bán hàng mình phải nghĩ ra, xây dựng ra, và nó phải vượt trội so với đối thủ. Chứ còn mình cũng lại như đối thủ, hay na ná như đối thủ, hay thậm chí là kém hơn đối thủ, thì mình không thể nào mình hiệu quả được. Xin thưa là như vậy nhá, thưa các anh chị ạ. Đây, bán váy đầm bầu thì tặng một cái đồ lót bầu. Ngày xưa tôi ra cái chương trình này từ 2014, 7 năm rồi, rất là hiệu quả. Mua một cái váy đầm bầu 700k, tặng một bộ đồ lót bầu trị giá 199 hoặc là 249, giá sản xuất nhập vào chỉ khoảng 60k, khuyến mại thêm 10-20% bằng tiền mặt nữa. Thế thì giá quà tặng đồ lót là 249 trên 700 thì sắp xỉ giảm 30% rồi. Tặng thêm 10-20% bằng tiền mặt nữa là tổng khuyến mại có thể lên đến 40-50%. Nhưng trong khi đó chi phí giảm giá thực là giá gốc của quà tặng cộng với lại 20% nhân với 700k nữa thì nó lên đến chưa đến 30%. Đấy, đấy là cái mẹo. Đấy là cái mẹo khi mà làm. Rồi, tư vấn chốt đơn thì phải nhanh chóng, đơn giản, dễ hiểu. Đúng không ạ? Đấy, phải đọc vị khách hàng. Đọc vị khách hàng xong thì lúc đấy là mình ok, mình vào, mình tư vấn, mình xoáy chốt nhanh và dựa trên lịch sử khách hàng. Có các chương trình khuyến mại hoặc là cho dùng thử, hoặc thậm chí là cho dùng thật để chốt đơn. Giờ mua một cái váy về không ưng mà chị cứ mua đi, không ưng chị trả lại em, không có vấn đề gì cả. Bọn em nhận lại miễn là chị trả phí ship thôi. Chị trả phí ship hai chiều cho bọn em, ship lượt đi và ship lượt về, bọn em ok. Em mua cái váy được 300.000 mà không ưng thì đến lúc mà nó trả đi trả lại hết 60 thì nó cũng trả đâu mà. Đào tạo nhân viên vân vân, chăm sóc khách hàng trước và sau bán, đặc biệt là chăm sóc lại những khách hàng chưa chốt. Lưu trữ khách hàng, data khách hàng nha. Các mọi người phải lưu trữ data khách hàng cẩn thận vào. Vì sao? Vì là hiện nay cái tình trạng bị khóa page hoặc là mất page, xóa page, hack page rất là nhiều. Sau này nếu mà mình mất cái như vậy là mình mất data khách hàng. Thế thì mình lưu nó lại thì sau này mình có thể tìm họ qua điện thoại, qua Zalo, qua Facebook của họ, lưu cái gì, đúng không? Lưu họ và tên này, số điện thoại, địa chỉ nhà này. Đấy, rồi thì link Facebook này, rồi thì kết bạn Zalo đi. Đấy là cái mà mình nên lưu. Bởi vì là nếu mà mình không lưu ấy, thì mình, đây là mình đề phòng thôi. Nước xa thì không cứu được lửa gần. Tôi đã chứng kiến rất nhiều người bị mất page rồi. Có hôm có bạn gọi điện, em ơi, thầy ơi, em bị mất page thế nọ thế kia, không đỡ được. Thì tôi biết những cái câu chuyện đấy thì tôi chia sẻ với các bạn để các bạn có cái tầm nhìn xa trên 10 km, đúng không? Rồi, đối với khách lẻ thì chúng ta có thể mời vào các hội nhóm kín để mà chia sẻ, để mà trao đổi, chăm sóc sau bán. Đấy, có thể hỗ trợ các tặng quà cho khách hàng, tặng tiền, tặng quà, tặng gói phễu. Thí dụ như là tôi giới thiệu cho chị Lan Anh một cái khách hàng nào đấy làm nội thất, thì lần một thì thôi
chị có thể là cảm ơn thầy, nhưng lần hai thì nên quy đổi thành tiền và tặng cho thầy, lần ba thì người ta mới có động lực. Đây là tôi cứ ví dụ là tôi thôi, nhưng mà mình nên là mình nói chung. Tôi cũng không thể nào mà tốt thì tôi cũng rất là tốt rồi, nhưng tôi cũng không có thể nào mà nếu mà không có giá trị lợi ích thì tôi cũng không thể nào nhiệt tình mãi được, đúng không? Hôm nay chị Lan Anh hôm nay có cái bên này họ 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 có nhu cầu đấy, thì thầy giới thiệu cho chị sang mà làm việc. Thôi em cảm ơn thầy, tuyệt vời lắm. Xong về có chốt được đơn không, có hay không, nếu chốt được thì đơn bao tiền, lãi bao tiền, chả thấy báo cáo, chả thấy nói gì. Thế lần sau thầy chán, thầy bảo là thầy ơi chỗ này không được, thầy ơi chỗ kia được đấy. Thì em gửi quà cho thầy, ai cũng thích hết, chứ không phải là thầy. Thầy là người có thu nhập tốt, thầy còn chả buồn quan tâm ấy. Nhưng mà ý đang muốn giải thích là gì? Là có thể tặng quà cho khách hàng, rồi dùng khách hàng để giới thiệu khách hàng. Ngày nay muốn giảm được chi phí thì hãy dùng phương pháp là khách hàng giới thiệu cho khách hàng, rất là tốt. Cứ làm cho nhà nào ấy là phải kết thân với tất cả bạn bè của nhà đấy, nên là xong là đấy sẽ là khách hàng của mình. Và đặc biệt nhá, hôm trước có dạy cho chị Lan Anh rồi đúng không? Hôm ngày cái hôm mà cách đây phải 2 tháng nhỉ, hơn 2 tháng rồi. Cái hồi tháng 4 học ở bên BTI đúng không? Vâng. Có dạy cho các chị là các chị cứ đi chăm sóc khách hàng, nhưng mà hỏi chăm sóc khách hàng là chăm thế nào, đích biết chả làm gì đúng không? Đấy, ví dụ mình làm nội thất cho họ thì cái ngày mà họ khánh thành nhà hay tân gia là chắc chắn là mình và team của mình phải có mặt. Đấy, ăn mặc đẹp lịch sự đến tân gia, xong đó chỗ đấy toàn người nhà người thân đi phát các liên tục. Dạ đây ạ, danh thiếp này, đưa ngay danh thiếp. Đấy, em là Lan Anh, em ở công ty nội thất ABC gì đấy. Đấy, em rất là vinh dự hôm nay được thi công cái thiết kế cái nhà này cho anh chị. Đấy, em xin phép gửi anh chị danh thiếp và gọi số điện thoại lưu ngay, kết ngay, và sau này nếu mà anh chị mà mua nhà mới hay xây nhà mới hay là muốn thay đổi cái nội thất hiện tại của mình đang có thì anh chị gọi cho em, thì chỗ đấy sẽ là chỗ bán hàng tốt nhất của mình, chi phí rất rẻ. Đấy, mà càng khách VIP nó tân gia thì bắt đầu là nhân viên rồi đối tác bạn bè nó ở đấy thì ngưu tầm ngưu, mã tầm mã mà. Nên là người ta chuẩn sẽ, đấy thầy ạ. Chuẩn cái gì? Thầy thì không chuẩn, nhưng còn ai chuẩn nữa? Chuẩn kinh nghiệm. Bao nhiêu năm trong nghề rồi? Bao nhiêu năm trong nghề rồi? Bọn mình cứ bảo mọi người đi chăm sóc khách hàng, nhưng mọi người chả suốt ngày. Công ty nào có chính sách chăm sóc khách hàng, chả chăm sóc mẹ gì. Chả chăm sóc gì cả. Toàn bọn lừa đảo, như kể cả Viettel ấy. Sinh nhật khách hàng VIP trả cho cái gì, thế thì chăm sóc cái gì, chả chăm sóc cái gì cả, thật luôn. Chẳng qua bây giờ cái số này không đổi được, còn đổi được đổi sang hãng khác ngay, mà hãng khác sang đấy nó cũng đếch chăm cái gì thì thôi lại ở lại. Thế là xã hội nó, bọn nó kinh doanh rất đúng ạ, nó rất là tệ, cứ kêu chăm sóc khách hàng trả chăm cái gì, trả chăm cái gì. Ít nhất là sinh nhật, ngày lễ, ngày Tết, những cái khách đấy. Nhà mình có một chị bạn, mình phải học, và nói thật là mình học được chị rất là nhiều. Mình phải học được chị rất là nhiều. Mình trước đây mình làm cố vấn cho công ty của chị. Bây giờ mình nghỉ nó phải độ 3 năm hơn rồi, 4 năm rồi. Thế nhưng mà năm nào mình cũng nhận được một chai rượu Tết. Và mình nhận một cái món quà Tết của chị, mình còn thấy rất là ngại. Mình bảo là chị ơi, em lâu rồi em có làm gì cho chị đâu, mấy năm rồi chị em chẳng gặp nhau, mà chị cứ tặng em quà thế. Tết năm ngoái chị vẫn tặng mà ngại ơi là ngại. Xong nhắn tin cho chị bảo không sao. Đấy, chị em với nhau, chị rất là quý em thì chị tặng cho em. Thế thì mình mới thấy là thực ra như mọi người biết là mình có uống rượu đâu. Chị cho về vẫn vứt nhà ở nhà, rượu là mình không uống. Nhưng mà đấy là một câu chuyện mà mình đánh giá là người ta, tất nhiên là công ty người ta phải làm ăn được.
nhưng quả tình là người chủ doanh nghiệp đấy thực sự là một người rất là có tâm, rất có tầm và rất là chu đáo. Đấy mới gọi là chăm sóc khách hàng. Chứ chưa bán được đã chửi nó rồi, nó nghỉ cũng đã thằng đây con nọ rồi vứt, không ăn thua được. Đến nỗi mà đấy, chị thấy không? Tặng một cái chai rượu có mấy trăm ngàn mà người ta nhớ mãi. Người ta cảm thấy rất là áy náy. Một cái cảm giác, một cái cảm xúc mà người ta phải rất là biết ơn người kia. Phải nói thật là chị làm được những điều rất là tuyệt vời. Mình học được chị rất nhiều. Sinh nhật là phải có lãng hoa, rồi tặng một suất quà. Ngày lễ, ngày đó là chị toàn tự tay đi mua hoa, mua quà tặng cho khách hết. Khách thích lắm. Có thể giá trị không lớn nhưng mà tự tay đi mua, tự tay chọn, chụp ảnh đấy, chị chọn cái này cho em, chị chọn cái kia cho em. Khách xuống lắm, bà chủ lớn mà rất là chu đáo. Và phải nói là đấy là phương pháp chăm sóc hàng rất là tốt. Nhưng mà chỉ dành cho khách bán buôn được thôi, khách lẻ thì không thể chăm thế được. Khách lẻ chăm thế vỡ mồm. Thế là khách buôn. Đấy. Ok, tiếp tục. Thế thì bây giờ ví dụ như về hình ảnh, đúng không? Vừa nãy thầy có lấy một cái ví dụ là có cái hình ảnh của cái bên này. Thế cái hình ảnh này nó làm xanh đỏ, màu hồng, màu hết cũng rất là đẹp, nhận diện thương hiệu. Đấy, nó có màu hồng với màu xanh. À, bạn gái này thì cũng rất là cá tính. Đấy. Tóc bạch kim tết, rồi mặt đánh mặt cũng làm make up rồi photoshop cũng rất là kỹ. Trông cũng rất là dân công nghệ, sắc nét, đúng không? Thế thì nhưng mà nếu mà ví dụ như là thầy chạy thì thầy lại thích cái hình này cơ. Trông nó sexy hơn. Thì thầy nghĩ rằng là sexy nó sẽ là cái yếu tố cuốn hút. Đấy là ví dụ, nó còn thực tế là chạy cái hình này vẫn có thể sẽ không hiệu quả. Nhưng mà một vài cái gợi ý để cho các bạn hiểu rằng là vẫn là cái nội dung như vậy, vẫn là cái sản phẩm như vậy, vẫn là cái dịch vụ như vậy. Nhưng bạn thay đổi cái hình ảnh, bạn thay đổi cái thông điệp một cái là tự dưng hiệu suất quảng cáo nó đã khác rất nhiều rồi. Nó khác cực kỳ nhiều rồi. Đó. Hay là chúng ta nhìn thấy là cũng cùng bán đồ Tết. Đấy, Tết năm ngoái đây. Thì cái thịt nguội này chạy thì chẳng có comment nào. Thế còn cái bánh chưng này sao nhiều comment thế? À, đấy là do sản phẩm. Bánh chưng thì nhà nào cũng cần. Thịt nguội thì thỉnh thoảng có người ăn kiểu đồ Tây người ta thích thôi. Thế còn phần lớn người mà chưa ăn đồ Tây bao giờ thì ăn cái thịt nguội này nó rất là chán. Nó rất là chán. Nó vừa khô, nó vừa mặn, nó vừa sao ấy. Kiểu thế. Đã không thích đâu. Thế nên là gì? Ở đây đang muốn lấy một cái ví dụ là chứng minh rằng là sản phẩm bạn chọn, tính thời điểm bạn bán nó rất là quan trọng. Hình ảnh phải đẹp, bao bì phải đẹp. Hình ảnh rất là bắt mắt. Thiết kế hình ảnh rất là tối ưu. Bốn ảnh vuông, rất đẹp. Cùng kích thước, cùng màu sắc. Hoặc là đây các bạn cũng nhìn thấy là nó bán cái rượu đồng đồng nếp nương. Và lượt bình luận cũng rất là nhiều. 59k bình luận trên 6,5k thích. Thì cũng khá là ổn. Đó. Sản phẩm mới lạ, hình ảnh chân thực, sản phẩm được nhiều người quan tâm, tin dùng, rượu mà. Tên fanpage đặc sản Tây Bắc, chạy ngân sách ok. Rượu là sản phẩm mà có cái lượng người mua rất là lớn, chỉ cần chạy đến nam giới thôi, tuổi cứ 18 trở lên là vã ok. Và chuyển đổi thì mình nghĩ cũng rất là được, vì nó là một cái sản phẩm nó khá là xu hướng. Hay đây các bạn nhìn thấy là một cái siêu thị cá Sông Đà. Họ chạy một cái quảng cáo bán cá chấm. Bán cá thôi, chạy mà rất là hiệu quả. Khoảng 10k thích nhưng mà 5,6k bình luận, chưa bao gồm tin nhắn. Và mình nghĩ rằng là tin nhắn cũng sẽ chiếm một tỷ lệ nào đó, có thể 1:1 với bình luận hoặc là nhiều hơn hoặc ít hơn, chúng ta cũng không biết được.
Bán cá mà ngày ngày cũng chốt cả tấn đấy nhỉ. Bây giờ mà bán nội thất mà ngày nào cũng chốt được một đơn thì chắc có khi phải gọi xe tải chở tiền chứ không. Rồi, đấy là hết toàn bộ cái phần tối ưu quảng cáo. Có ai có câu hỏi gì không?